Xin chào tất cả các bạn học viên học vẽ rocket. Hôm nay tôi làm video hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta vẽ cái dao phay, mũi khoan, mũi doa cho các bạn sinh viên làm đồ án công nghệ chế tạo máy. Video này dành tặng cho các bạn sinh viên chuyên ngành cơ khí. Thế làm nào để chúng ta vẽ được cái chi tiết dao phay này, mũi doa này, mũi khoan? Ví dụ đây là cái nguyên công phay mặt đáy thì chúng ta phải cần đến các con dao phay, đúng không ạ? Dao phay chúng ta. Đó. Các bạn cần đến con dao phay hay là đến nguyên công khoan và doa cái lỗ phi tán này. Đây chúng ta khoan này, sau đó chúng ta dùng mũi doa này. Làm nào để chúng ta vẽ được các cái chi tiết dụng cụ để chúng ta gia công các cái nguyên công trong môn đồ án công nghệ chế tạo máy, chúng ta làm nào, đúng không? Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta vẽ dao phay, mũi khoan và mũi doa. Thì các bạn tập trung quan sát màn hình, tôi sẽ hướng dẫn ngay bây giờ. Để vẽ mũi khoan thì các bạn quan sát hình vẽ bên cạnh này, để chúng ta các bạn quan sát hình vẽ bên cạnh, đúng không ạ? Và cách thức thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta dùng lệnh RSC để enter này. Các bạn quan sát, sau đó chúng ta sẽ vẽ một đường tâm. Chúng ta vẽ cái đường tâm này. Tiếp tục chúng ta vẽ cái đội nhọn của mũi khoan. Chúng ta sử dụng tiếp theo vẽ đội nhọn mũi khoan, chúng ta sử dụng này. Rồi bây giờ các bạn phá vỡ cái thì chúng ta xóa này đi. Rồi. Ra xóa này đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái phần mũi cắt của cái mũi khoan này. Đấy, cái phần cắt này. Thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Chúng ta cũng vẫn dùng lệnh SP line. Chúng ta sử dụng SP line enter và các bạn sẽ vẽ một cái đường cong bất kỳ này. Đấy, ok, enter hai lần. Chúng ta sẽ có phần cong cái lưỡi cắt này. Tiếp tục chúng ta vẽ cái đường xoắn này. Chúng ta dùng lệnh SP line enter. Chúng ta tạo ra cái đường xoắn như thế. Enter hai lần. À, chúng ta có cái đường cong xoắn này. Tiếp tục các bạn copy cái đường cong xoắn này lên trên. Các bạn copy đường cong xoắn lên trên. Sau đó chúng ta di chuyển chỉnh sửa một chút cho cái đường cong này nó mịn màng hơn. Rồi chúng ta tiếp tục này, các bạn tiếp tục copy đường cong lên trên. Và chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái đường cong này. Đấy, chúng ta đã được cái vế bên cạnh này. Tiếp tục các bạn vẽ cái đường cong lượn phía bên này thì chúng ta sẽ vẽ vẫn dùng lệnh SP line enter. Các bạn lượn cái giá trị đường cong cho nó đẹp vào. Rồi sau đó các bạn kéo vào để chúng ta chỉnh. Chúng ta chỉnh cho nó hợp lý. Rồi sau đó tiếp tục các bạn vẽ cái đường cong từ cái mũi này lên trên đây. Các bạn vẫn dùng lại SP line enter.
Rồi chúng ta đã vẽ xong cái phần mũi khoan này thì các bạn có thể chỉnh cái đường cong này cho nó hợp lý hơn tí nữa. Rồi bây giờ các bạn to cái mũi khoan này chúng ta rất dài đúng không ạ? Chúng ta sẽ thể hiện một cái đường lượn sóng để cắt, tạo ra cái giá trị cắt. Đây thì các bạn vẫn dùng lại S-Spline Enter. Rồi các bạn tạo ra cái đường lượn sóng này. Và giờ chúng ta cắt những phần thừa đi. Chúng ta gửi TR, nó cắt đi. Các bạn xóa này đi. Thế cái phần mũi khoan của chúng ta vẽ tương đối xong thì bây giờ chúng ta gắn cái số vòng quay và cái phần bước tiến S này vào, số vòng quay N này vào. Thì các bạn vẫn dùng lệnh S Spline Enter. Chúng ta vẽ. Rồi chúng ta vẽ cái đường mũi tên vào đây. Tiếp tục các bạn dùng lệnh T để chúng ta gắn cái giá trị N vào. Các bạn dùng một cái kiểu chữ Arial. Chúng ta chữ N này, số vòng quay vào. Rồi bây giờ các bạn sẽ gắn giá trị S này thì chúng ta dùng lệnh Line Enter, chúng ta vẽ được một cái đường thẳng ở đây. Và đây các bạn dùng lệnh L để chúng ta tiếp tục tạo ra cái phần mũi tên. Và các bạn copy cái giá trị N sang đây để ta sửa thành chữ S. ED các bạn sửa thành chữ S. Ok, chúng ta vẽ xong cái phần mũi khoan. Bây giờ các bạn gắn cái giá trị block vào thì các bạn dùng lệnh B Enter. Ở đây chúng ta đặt tên là khoan, nghiên công khoan ấy. Sau đó các bạn select, chúng ta chọn tất cả các đối tượng, Enter, và các bạn chọn cái điểm chuẩn, tôi chọn điểm chuẩn ở phía dưới này. Tiếp tục các bạn chọn OK. Đấy các bạn nhìn cái block mũi khoan ta đã được tạo. Bây giờ các bạn muốn chèn cái block ấy thì chúng ta dùng lệnh Y Enter. Rồi cái block lệnh Insert xuất hiện, chúng ta chọn OK này. Bây giờ chúng ta chọn cái vị trí chèn, cái chèn vị trí ở đây. Rồi các bạn Enter hai lần, chúng ta xuất hiện cái phần mũi khoan. Thì bây giờ phần thư viện chúng ta đã có đầy đủ mũi khoan và mũi doa. Vừa rồi các bạn đã thực hiện xong cách để chúng ta vẽ mũi khoan và mũi doa để làm đồ án công nghệ chế tạo máy đối với các bạn sinh viên ngành cơ khí. Và bây giờ các bạn, chúng ta có trong cái thư viện blog của chúng ta đã có đầy đủ dao phay, mũi doa và mũi khoan. Bây giờ khi các bạn để thực hiện các cái nguyên công ra ấy, thì chúng ta chỉ gọi ra thôi là được. Đấy, với cái đồ án của chúng ta thì cái việc chúng ta xây dựng vẽ một lần thì các bạn sẽ sử dụng được mãi mãi. Và mỗi lần gọi nguyên công, chúng ta gọi nguyên công phay thì chúng ta gọi dao phay đó. Các bạn nguyên công khoan với nguyên công doa thì chúng ta gọi được cái mũi doa và mũi khoan ra. Thì các bạn nhớ là chúng ta dùng cái lệnh insert để chúng ta gọi cái block chúng ta tạo ra. Thế trong bài học ngày hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn cách vẽ dao phay, mũi doa và mũi khoan. Thì chúc các bạn học vẽ AutoCAD thành công. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi để nhận các video bài giảng mới nhất. Và cái phần quà tặng cho các bạn, các bạn download cái bài giảng trên AutoCAD tôi để ở phía dưới cái video này. Các bạn download về để chúng ta sử dụng luôn thì các bạn đỡ phải vẽ. Và chúc các bạn học vẽ AutoCAD thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.